À, một số lưu ý khi sạc xe lăn điện để đảm bảo an toàn và gọi là tối ưu nhất thưa quý vị trong thời gian vừa rồi thì ở việt nam đang có một cái uh, gọi là một cái vụ cháy trung cư rất là lớn ngoài hà nội và hiện tại nó xảy ra rất là nhiều những thiệt hại về người và tài sản và hiện tại nó cũng rất nhiều quý khách hàng trong thời gian vừa rồi cũng có liên hệ cho chúng tôi hỏi rằng là hiện tại nó là với cái dòng xe lăn điện chúng tôi cung cấp thì hiện tại nó là có đảm bảo an toàn hoặc là sạc như thế nào cho nó được tối ưu thì thưa quý vị là hiện tại là tất cả các dòng uh, xe điện của chúng tôi thì đều được nhập khẩu chính ngạch và cái thứ hai nó đều có các cái chỉ gọi là cái cocq khi mà nhập khẩu và đều được bảo hành nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi xin được uh, uh, lưu ý một số các điều như sau. Thưa quý vị là khi các dòng xe chúng tôi cung cấp ra thị trường thì đều được cung cấp một cái bộ nguồn. Đó, tức là gọi là cái cục sạc uh, chính hãng thì thường thường ghi trên này là 24V 12AH. Đó và trên này thì nó có cái input là đầu vào là 110V đến 230V, tức là cái cái mà cái, cái độ cho phép. Đó uh, thì hiện tại nó là quý vị khi mà sạc thì quý vị hãy sạc đúng cái mà cái cục mà chúng tôi đã cung cấp hoặc là nếu mà có hư thì quý vị cũng liên lạc cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị cái cục sạc đúng chứ chúng ta không nên mua nếu mà, mà cục sạc bị hư thì chúng ta không nên mua ở ngoài những cái cục sạc trôi nổi có thể đôi khi những nhiều lúc nó không có đủ vôn hoặc là đôi khi cái mà cái đầu vào nó quá lớn thì nó cũng ảnh hưởng đến cái bình còn việc mà chúng ta làm sao biết được hiện tại nó là bình còn nhiều hay còn ít thì quý vị hãy nhìn trên màn hình đó. thì quý vị nhìn thấy là khi mà chúng ta bật công tắc thì trên màn hình sẽ hiện được cái mà cái vạch đó, hai màu xanh là còn đầy và từ từ màu vàng là còn giảm một chút còn màu đỏ là gần như hết rồi. thì khi mà sạc thì quý vị có thể là sạc trực tiếp ngay ở trên đây. ạ quý vị nhìn thấy là có cái cái, cái rắc chúng ta có thể sạc cắm mũi tên vào và chúng ta có thể sạc và có cái cái đèn cảnh báo thì thông thường là hết pin thì đèn sẽ hiện màu đỏ và khi mà mà xanh thì sẽ là đầy. quý vị nhìn thấy khi chúng ta cắm này chúng ta chưa có nguồn điện nhưng mà đây quý vị nhìn thấy đó, đó là, là là hệ thống của chúng ta đó là cái cần điều khiển 360 độ đã nhận được cái tín hiệu. Nó là cần phải có cái cái mà cái cục sạc để cắm rồi và điện đang được vào đó. Rồi, à, ngoài ra thì để mà an toàn cho quý vị thì quý vị cũng có thể là uh, sạc ngay ở phía sau. À, quý vị uh, khi mà sạc lưu ý rằng là quý vị có thể để ở một cái uh, khoảng trống để quý vị nếu mà có xảy ra hỏa hoạn gì quý vị cũng có thể là là, là 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 biết cách để chúng ta xử lý. À, ngoài ra thêm một cái ưu việt của cái dòng xe mà chúng tôi cung cấp ra thị trường đó là chúng ta có thể là tháo đó, có một cái phần rác chúng ta tháo ra thôi và sau đó thì chúng ta đó, tháo luôn bình ra để chúng ta có thể là mang lên trên nhà đó, chúng ta sạc và tất cả các cái dòng chúng tôi cung cấp thì nó đều sau đằng sau đây đều có một cái rác đấy quý vị cắm vào đây đó, quý vị cắm vào đây là quý vị có thể sạc được rồi rồi là chúng ta có thể bắt đầu chúng ta sạc cái bình này và chúng ta có thể làm mang ngay lên trên nhà đó, bình của chúng tôi thì là bình 12 24V 12Ah đó là một lần sạc là từ 6 đến 8 tiếng và có thể là di chuyển một lần là từ 10 đến 15 km hoặc là các dòng xe bốn bánh thì có những dòng chúng tôi có thể những cái bình 33Ah tức là có thể là di chuyển được tới 40 đến 45 cây số cả. Đó, nên là quý vị hình dung là nếu mà quý vị có lo lắng gì thì quý vị cũng có thể là mang cái bình này chúng ta có thể là mang lên trên nhà hoặc chúng ta để cái góc nào đó để chúng ta sạc và chúng ta cảm thấy cũng rất là an toàn đúng không ạ? À, thì một lần nữa cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ cho Thanh Tuấn Medical. Chúng chúng tôi là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại khu vực Bà Địa Vũng Tàu cung cấp các cái dòng xe lăn điện rồi các cái dòng xe điện bốn bánh và chúng tôi phục vụ cho tất cả quý khách hàng toàn quốc và với cái cái chính sách vận chuyển nhanh nhất và chính sách bảo hành từ 12 đến khoảng 60 tháng thì làm hài lòng cho tất cả quý vị. Và chúng tôi là nhà cung cấp nên chúng tôi có đầy đủ các cái phụ kiện từ các cái cái cục sạc, từ các cái bình quý vị sử dụng hư hoặc là các cái bộ phận phụ kiện đó hư thì chúng tôi đều có những cái đồ thay thế để cho quý vị có thể là an tâm. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở quý vị ở các video tiếp theo.